Ê, cho Banana bắt ai liền. Banana nó bắt ai liền. Nó sao bắt ngay vậy đó. Nè, bạn nghe xong cái bác trời đó, bây giờ bác bé là bác cái bác cái ai thì đứa đó nghe vẫn có nó thôi chứ mẹ không quan tâm gì đó. Mấy hồi em nói là bỏ cái luôn rồi đó. Mẹ lý sự cùng mẹ lý mà. Sự cùng lắm. Mẹ lý sự cùng sao? Tự nhiên chứ, chị tin mà chị không quan tâm. Kêu ủa, thì chẳng thà chị kêu là chị nghe nhưng mà chị không quan tâm thì... Mình nói ấy là... Em mới là bỏ cái lên mấy sầu quờ. Mấy cu lần nữa đó. Mua bữa nay mới quạo lên nha. Không, mày nói mày dễ quạo với lại mày hiểu ấy, mày hiểu sơ hai sơ ý lắm. Nè, hôm bữa mày nói với các em im đó, em không nói lại đó chứ nếu mà em nói lại nữa là mày mới quạo á. Mày dễ quạo mà, mình quạo mày cũng nữa mà. Vô thôi, bữa nay có bào thôi mình im cho rồi. Ừ, bữa nay cũng náo náo. Mà thường thường có bào thay đổi tính mà, không biết chứ thôi. Có bào thay đổi nhiều lắm. Bỏ kim rồi đó. Chứ bà chửi chồng ghê lắm, bữa kêu chồng đi điện thoại xuống mà bà chửi chồng ghê lắm. Mới nọt, mới nụ ghê lắm. Không nghe, không biết. Bữa đó chị chạy này chị đâu đó. À, bữa chị về quê. Không, bữa nó gì có đó, nhưng mà chồng bà đem xuống thì chị có một khúc chửi nó chị không biết. Chửi nó ta đi đâu rồi. Từ bữa chị nọt à. Như sao? Cái đồ nó nan ghê vậy. Nghe không sợ. Nghe quá cầm không sợ nữa. À, chứ sao bác kêu à, ý là chỉ cần ông qua ông. Bác kêu là không cần ông đêm qua, chỉ cần ông qua bên đó ông lái ông đêm về phòng để được rồi. Mà anh à, ông đêm qua luôn. Ủa chứ buổi sáng mới gì đâu trời. Mới đâu. Mới đâu. Mấy ngựa sao á. Mấy khùng lắm. Thế mấy vô mấy mượn thoại hả? Mấy ngồi, ừ. Chứ mấy không nói buổi gì sáng mà Lan cũng đứa đó. Tự nhiên chị ngồi đó mấy cái máy quay điện thoại. Xong mấy ông mượn điện thoại chị. Thì em cứ kêu ủa chứ sao chị không gọi cho chồng. Tự nhiên chờ anh Hăng lên rồi có mượn điện thoại anh Hăng. Không ngờ mình xấu. Cái xong cái kêu chứ ủa chứ điện thoại tao chứ em không mượn. Là ta ơn mượn của anh Hăng. Bất ngờ mình xấu. Ngại chi trời. Đừng suy nghĩ quá không biết được. Chờ lên mượn. Hay đó. Bữa nay mới đi chọn hóa nào. Tôi mới đi chọn hóa rồi hả? Anh nói ta ăn đi đấy chứ không có đi chọn hóa. Rồi nha. Ta đi mà không mới rồi. Rồi. Mà bà có biết bây giờ chạm không? Thấy bà hỏi. Bà biết chưa? Bà biết bà lành này rồi, bà đây cái gì đâu. Sao mưa rồi, khi mưa. Cái đây có đảo đen. Chảy nước mát rồi đó. Chị không nổi nữa thì nói ngay.
Nhiều khi muốn nói nó ăn cũng nó ăn cây nữa thì nó ăn không nổi nữa. Nhà con coi con đã ha. Mình thích cái tay thích ăn cái gầm đó. Chứ năm ngoái là mùng 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 mấy đó, hơi ngày nó trùng nhau đó, à mùng 1 tháng 2 là mùng 1 tháng 1 á. Dương với ngày âm là nhau. Thế là mẹ em cầm cái điện thoại này bà lậu bởi bà say mà kiểu như cái điện thoại đấy không có nút không biết đồ cái đầu mua đầu đầu nút gì có cái nút home á. Ngoài nút nút home với là tốn 7, 6 rồi chứ cái này không có chứ cầm thì thường anh toàn không có cái này anh ta cùi và quạt cái bình nó không to là nó có bà mẹ cái đi cái đầm thật quá à cái bình không to thấy mẹ cùi còn cùi nữa không nuốt vẫn cùi nữa vợ gì cái dặn qua ôm trời tập trước ôm trời trước là sao ngủ hả à? Cái giờ đâu là ôm chị cái gì cái cần cái cười đau hầm bông cái bà ôm trời trước. Trời, nó kỳ đó, ít bữa ăn. Ý là dần dẫn hay sao? Dần dẫn thôi. Tưởng đâu thiệt chứ mấy chị đó, ít bữa mà dò hay thôi đó. Dò là qua về tụi con nít đó, phải không, chịu. Mà nói tới với dò là tự nhiên mà mỗi đứa như bà chị dò dò ra hơi dạng lắm. Cái kiểu dò là rồi đứa đó, cái kiểu dễ bị tủi thân á. Dò là phải quan tâm nhiều. Chứ không dễ tủi thân. Dạ cho ba con ngủ với ông lớn à.
mát à.